Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thế mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chế độ chơi cờ Liên Quân. Cái chế độ này thì chắc lần làm gần nhất của mình cũng là vào năm 2020. Có nghĩa là cách đây chắc cũng phải 2 năm rồi. Ngày đấy thì mình cày cờ Liên Quân cũng rất là nhiều. Mỗi trận chắc nó cũng phải tầm 30 phút đổ lên. Rất là lâu nha, nhưng vẫn đam mê cày. Mình cày lên tên tận tinh anh 1. Ở trong cờ thì lại khác với đấu rank của chúng ta. Nếu đấu rank thì sẽ tính là 5 sao, cứ đầy 5 sao chúng ta lên một bậc. Còn ở trong đấu cờ thì chúng ta sẽ có 100 điểm. Nếu đầy 100 điểm thì chúng ta sẽ lên một bậc. Ngày xưa thì mình nhớ không nhầm là mình tinh anh 1. Và đâu đó khoảng tầm một trận nữa thôi là chúng ta lên được bậc thách đấu trong game. Hay chính xác là bậc cao thủ cờ. Hay là người thường thường người ta gọi là thách đấu cờ. Đó, một cái rank rất là cao ở trong này. Cũng rất là nhiều người mơ ước. Tưởng chừng là thắng trận đấy xong là mình có thể lên được rank. Nhưng thường thường trận cuối thì nó lại chẳng bao giờ êm đềm. Nếu mà chúng ta đấu rank, chúng ta có thể đổ cho đồng đội là đồng đội fit hay là đồng đội đánh kém không thể gánh được. Thì trong cờ này cái duy nhất mà chúng ta có thể đổi tại đó chính là nhân phẩm. Thế nên hôm nay để phục lại cái thất bại năm xưa, chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại chế độ xếp hạng cờ Liên Quân để có thể đạt được mức rank cao nhất và giành vị trí top 1. Trong trận đấu ngày hôm nay của mình thì khởi đầu trận đấu này, mình sẽ chọn một đội hình mà có nhiều đấu sĩ nhất có thể để có thể gia tăng được sức mạnh ngay từ đoạn đầu trận. Trong meta cờ này, nếu anh em nào mà chơi nhiều thì chắc hẳn cũng biết đến một cái đội hình, đó chính là đội hình thú nhân. Và anh em nghĩ đúng rồi, đội hình này thì gần như là cứ bích là chúng ta sẽ win. Nhưng để có thể phát huy được tối đa cái sức mạnh của thú nhân thì chúng ta sẽ không chơi sớm vào đoạn đầu trận. Bởi vì trong giai đoạn đầu trận này, thú nhân cũng là một đội hình mà gần như là yếu nhất. Thế nên để tối ưu hóa sức mạnh, chúng ta sẽ chủ yếu là chọn những đội hình nhiều đấu sĩ, gia tăng sát thương và độ trâu bò để có thể chiến thắng. Bây giờ thì cũng đến vòng 4 rồi, mình tiếp tục roll ra được vị trí Florentino. Có Phoenix thì chúng ta lấy Phoenix nha. Cứ chuẩn bị thú nhân chúng ta để bên dưới thôi. Tí nữa mà có thì chúng ta sẽ sắp lên. Trong trận đấu này thì cũng có một phần may mắn cho mình khi chúng ta đang sở hữu là chuỗi thắng 2. Và nếu đang thắng 2 thế này thì mình sẽ đánh theo cái kiểu chuỗi thắng để lấy về những món trang bị khỏe cho team của mình. Còn nếu anh em nào mà hai trận đầu bị thua thì chúng ta lại đánh theo kiểu bài thua, có nghĩa là cố tình để thua 5 trận thì cái độ hiệu quả nó lại không khác gì khi chúng ta đánh cái bài chuỗi thắng 5. Chốt lại vấn đề ở đây có nghĩa là nếu chúng ta đã thắng được thì hãy cố thắng luôn cả 5 trận. Còn nếu chúng ta đã thua thì thôi, tốt nhất thua 5 trận thì hiệu quả mới đạt được cao nhất. Đó là cái mẹo chiến đấu của mình khi chơi cờ. Anh em cũng thể áp dụng mẹo này thì mình nghĩ là leo rank cũng khá là ổn. Bởi vì nếu mà có thua 5 trận ở giai đoạn đầu trận thì cái lượng máu chúng ta không bị mất quá là nhiều, khi chắc là mỗi trận nó cũng chỉ mất khoảng tầm 5 đến 6 máu là cùng. Đó, 5 trận thì 55-25, có nghĩa là chúng ta chỉ mất tầm 70 mấy thôi, cũng không quá là đau đâu. Nhiều khi là mình chơi cái chế độ này mình xuống còn khoảng 10 máu. Nhưng nếu chúng ta giữ được một đội hình tốt thì vẫn có thể câu đến giai đoạn cuối trận và lật kèo rất là dễ dàng. Tiếp đến kèo số 6 này, chúng ta sẽ đối đầu với bạn Tuấn An. Một đội hình mà mình thấy sẽ có hai ra, một đấu sĩ và một thú nhân. Đội hình này thật ra cũng chả gây khó khăn gì cho team mình. Bởi vì nếu mà xét ra về một góc độ chuyên môn thì bên kia gần như là không có một cái chất tướng nào có thể liên hệ được với nhau. Có nghĩa hiện tại là không có một cái hệ gì bên phía team kia. Sau trận đấu này thì chúng ta được chúc phúc và chắc chắn rồi chúng ta sẽ nhận được cái miễn khống chế. Một cái slot trang bị rất là tốt trong chế độ này. Cho anh em nào mà chưa biết thì nếu trong chế độ này có những cái sự lựa chọn thì anh em nên lựa chọn về cái mặt những cái món trang bị kháng phép. Bởi vì mình chơi thì mình thấy thường thường nếu mà anh em lấy những cái món trang bị lên giáp vật lý thì sẽ không hiệu quả. Còn nếu chúng ta lấy những món trang bị tăng kháng phép thì nó lại rất là mạnh và cũng rất là trâu cho các vị tướng. Florentino của mình bây giờ chọt nó cũng rất là đau nha anh em. Rồi, ba đâm đã úp mộ cuộc tình. Nhưng úp mộ ở đây thì mình thấy là ba đâm hình như dạo gần đây là bị giảm sức mạnh. Ngày trước khi ba đâm úp mộ thì những cái vị tướng team địch sẽ chủ động sang tấn công những vị tướng khác của team chúng ta. Còn bây giờ thì tướng địch là vẫn tấn công ở trong cái phần mộ đấy, mặc dù là không gây được sát thương. Thế nên mình cũng chả bao giờ mình chơi ba đâm ở trong đội hình thú nhân.
Bởi vì bây giờ ba đâm nó rất là phế và bóp tim thì gần như là liên tục. Không bóp tim là không chịu được. Rồi thì ở trong turn này thì mình sẽ cố roll một lần nữa và may mắn thêm nữa là được hai vị tướng Vera. Có nhiều khi chúng ta phải đánh liều thôi. Liều thì ăn nhiều, còn nhiều khi chúng ta liều mà nhân phẩm không tốt lại chả ra gì. Rồi trong kèo đấu này thì bạn cũng có Florentino và có cả Ginder. Trận này thì mình cũng đang khá là quan ngại. Bởi vì đội hình của bạn Minh có ni trận này sẽ là đội hình của những vị tướng thánh đồ, có khả năng gây câm lặng sau những đòn đánh. Anh em để ý nha, team mình thì gần như từ nãy giờ là không dùng chiêu thức được rồi. À nhưng may mắn là vẫn ghi được nha, vẫn ăn được. Đó tại vì John bắn thì cũng rất là xa, Ginder cũng vậy. Mỗi lần bắn lại có câm lặng thì team mình rất là khó để có thể chơi. Trận này thì cũng rất là tuyệt vời rồi khi ở đây chúng ta đã tiếp tục roll ra được vị tướng Telnet. Một vị tướng cực kỳ là mạnh trong chế độ này. Cho anh em nào mà chưa biết, nếu mà anh em lên cho Telnet khoảng một món đồ tốc đánh và một món đồ là sách thánh thì Telnet có thể spam ulti liên tục. Cứ một giây spam được 2 đến 3 lần ulti, bắn rất là nhanh luôn nha. Mà nếu ulti bình thường thì không sao, nhưng mà ulti của Telnet ở đây là có khống chế. Khống chế tận 3 giây, nó thế nên rất là khó chịu với đứng đội hình mà có vị tướng Telnet. Trận này đánh quái thì thôi, chắc là cũng không phải bàn rồi. Ăn cũng rất là gọn. Bây giờ thì cũng đã đến vòng 10. Đội hình thú nhân của chúng ta thì cũng chưa lộ diện đâu. Mới chỉ đang là tiền đề của những cái vị tướng như kiểu Payna và Phoenix. Còn tí nữa ở giai đoạn cuối trận thì chúng ta sẽ bán hết những cái vị tướng ở trên bàn đấu đi. Cụ thể ở đây sẽ là vị tướng Florentino và vị tướng Mark. Rồi sau đó cho đội hình chính thức lên, đó chính là đội hình thú nhân. Còn ở những cái vòng như thế này thì chúng ta vẫn lên là giữ những cái đội hình đấu sĩ để có thể gia tăng về mặt sát thương. Team bên bạn JB Nam Dương với một cái con pet cũng rất là đẹp, hình như cấp 3 sao anh em. Nó không biết là sơn pet thế này có được tăng đêm hay không, nhưng mà mình thấy là team mình hiện tại là đang khá là thất thế với team địch. Rồi khả năng trận này là toang rồi. Khi bên đội hình của bạn này thì cũng đã có một cái con tướng level 3, cụ thể là Arwin. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy giáp Zaya nha. Hay là Chí Mạng nhỉ? Khá là phân vân. Mình nghĩ là chúng ta sẽ lấy găng tay Chí Mạng đi cho Telnet. Bởi vì Telnet bây giờ cũng là một chất tướng có khả năng gây đêm chính của đội hình bên mình. Đến vòng 12, thần may mắn lại tiếp tục mỉm cười với chúng ta khi cho mình con bài Malok. Một con bài mà tí nữa anh em sẽ thấy cái sức mạnh khi chúng ta kết hợp. Nhưng bây giờ chưa cho lên được. Bởi vì bây giờ mà chúng ta cho Malok lên thì không khác gì là bóp tim. Bởi vì Malok bây giờ nếu mà cho lên thì sẽ lại khắc với cái hệ ma tộc. Hệ ma tộc thì chúng ta sẽ có hai lối đánh. Thứ nhất là đánh 1 hoặc thứ hai là đánh 3. Nếu chúng ta có 3 thì chúng ta đánh 3. Còn nếu chúng ta có 2 thì thôi, tốt nhất là lên đánh 1 thì sẽ là khỏe nhất cho đỉnh ma tộc này. Đó, chúng ta giữ nha, tí nữa tính sau. Rồi tiếp tục roll ở những cái vòng này. Bởi vì những cái vòng này là những cái vòng quyết định để chúng ta có những cái vị tướng màu tím hoặc thậm chí là màu vàng. Ra đi rắc pháp sư nghị viện, nhưng mà chúng ta không cần nắm trong trận này. Trận này thì mình đang cần đến một vị tướng, đó chính là Volcat. Một vị tướng có khả năng gánh team rất là mạnh. Rồi tiếp tục đối thủ truyền kiếp của chúng ta là cụ Philo. Thanh niên này lại cũng ăn được mình và đến bây giờ thì vẫn tiếp tục ăn được mình. Một đội hình mà chắc là đang khắc chế bên mình ở giai đoạn này. Nhưng ở đây thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Nó đánh theo kiểu ôm một tí. Tại vì về cái lượng máu thì là bên mình vẫn nhiều. Ở đây chúng ta lại thêm một theo nát này. Thế thì mình sẽ quyết định là bán Payna đi. Payna level 2 là được rồi, chứ còn level 3 thì cũng chả cần thiết lắm. Với thú nhân thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu thiêu thôi. Có nghĩa là sẽ hy sinh một thú nhân để team chúng ta có thể khỏe. Chứ còn nếu mà thú nhân không bị hẹo thì cái sức mạnh nó sẽ không được bộc lộ. Nó thường thường thì sẽ là một thú nhân hẹo. Thì những cái vị tướng khác của team chúng ta sẽ tăng đêm. Đó rất là mạnh nha. Trận này thì thắng bạn Tiểu Miêu cũng hết sức là dễ dàng. Team của chúng ta trong trận đấu này thì bắt đầu cũng đã dần hoàn thiện. Rồi lại thêm Malok. Thế thì lại bán Phoenix mua Malok thôi. Mong sao là những cái turn tiếp theo chúng ta có thêm cờ Red hoặc là vị tướng Kinross thì sẽ là mạnh nhất. Chứ còn ba đâm bây giờ nói thật với anh em là bán thì chưa chắc mình đã nhận. Đó, tại vì nó phế kinh khủng luôn. Đó rồi, sáng trong trận này thì mong sao những cái turn roll tiếp theo của mình sẽ được an toàn. Một vàng có Lily, thử lấy luôn Lily nha. Tại vì Lily cũng là một cái hệ rất là mạnh, hệ hồ ly. Có thể làm trắng cho tướng địch cũng rất là lâu. Rồi, có Phoenix, có Karizic à. Tạm thời chưa tính vội nha anh em. Rồi, tiếp tục đối đầu với bạn mình có Ni. Florentino của team chúng ta thì bây giờ vẫn đang làm khá là tốt nhiệm vụ. Chọc những cái vị trí chủ lực của team bạn. Và hiện tại thì team chúng ta vẫn giữ được Telnet, một con bài chủ lực.
Và chắc chắn rồi, với Telnet thì cái tỷ lệ thắng của team chúng ta cũng rất là cao thôi. Tiếp tục được một chúc phúc bậc A, chúng ta sẽ chọn là đồ thủ nha anh em. Bởi vì lại có cái khiên năng lượng rồi. Mong sao, à đây, phù chú trường sinh. Một món đồ cũng rất là mạnh thì chúng ta sẽ để cho cờ red. Nhưng mà chưa biết bao giờ được cờ red thì thôi, coi như là cứ ngóng chờ thôi. Được bao giờ chúng ta được. Rồi tên này không biết ra con gì không nhỉ? Karizek à? Rồi thêm một lần ấy nữa nha. Lân cấp đã, bây giờ thì chúng ta chưa liều vội, tí nữa liều sau. Trận này thì lại cụ phoi lô. Không biết chúng ta có ăn được không? Chứ mình là mình từ lẽn giờ là hơi ngán đội hình này rồi. Khi có rất là nhiều xạ thủ, 4 xạ thủ. Nhưng may mắn là trận này thắng được nè anh em. Nó đến tầm này thì mình nghĩ là bên kia thì cũng đã bắt đầu yếu đi. Khi những cái chất tướng xạ thủ không còn được quá là ưu việt như đoạn đầu trận. Rồi lại có Lily à? Khá là khó khăn nhỉ? Bây giờ mình nói thật với anh em mình không biết bán gì đi. Rồi tạm thời bán King God nha. Mặc dù là cần nhưng vẫn ưu tiên cho Liliana. Lại có cờ red rồi, thôi bán ma lốc nha anh em. Nó đôi lúc chúng ta phải hy sinh những cái thứ trước mắt để lấy những cái lợi ích lâu dài. Ở đây mình sẽ chuyển dần dần đồ cho cờ red. Chuyển kịp không nhỉ? Đây, cho cờ red nha. Và thứ hai cho cờ red. Ui, chưa kịp mất rồi. Ôi, nói chung là tạm hai món đồ thì mình thấy vẫn rất là ổn rồi. Mong rằng cờ red có thể hóa nộ. Ui, không kịp mất rồi. Trận này thật ra nếu mà kể ra nhé, mình sẽ cho cờ red những cái món trang bị hồi chiêu sớm. Nó để vào trận phát là cờ red có thể hóa nộ và quẩy luôn. Chứ chắc cái này là hơi chậm. Rồi nhưng vẫn làm thắng được bạn Hello Tuân. Và bây giờ chúng ta đã lọt vào trong top 5 rồi. Cố thêm một tí nữa thôi là chúng ta sẽ ở giai đoạn cuối. Bây giờ tiếp tục được một cờ red và có Vera 3 sao. Khá là mạnh rồi nha anh em. Nói chung Vera 3 sao này thì không cần lên những cái món trang bị như kiểu sách thánh. Thường thường thì những cái chất tướng mà cấp 3 ấy, thì rất là dễ kích hoạt ulti. Chỉ cần đánh thưởng 3 lần và sau đó ngay lập tức có ulti rất là mạnh. Gần như Vera của chúng ta bây giờ là cân map rồi. Nó sát thương rất là nhiều. Và đặc biệt là sát thương của hệ ma tộc. Gây sát thương chắc nó phải hàng tấn trở lên. Bây giờ ở vòng thứ 20, đội hình cuối trận cho anh em cũng đã nhìn dần ra được rồi. Đó chính là đội hình chúng ta sẽ chơi thú nhân kết hợp ma tộc, pháp sư và cái gì nhỉ? Nhánh tinh linh. Đó hay chính xác chúng ta phải dùng từ là thú nhân kết hợp với ma tộc thì sẽ là một cái hệ chuẩn nhất và cũng là hệ mạnh nhất trong cái meta này. Mình đảm bảo với anh em một điều rằng anh em cứ bích cái hệ này thì trận nào chơi cũng win, không bao giờ sợ thua nha. Nếu mà thua thì chắc cũng chỉ là do đầu trận anh em roll ra những con tướng yếu quá, không thể trụ được cái vòng cuối thì mới có thể thua. Bây giờ thì team địch cũng đã có Volcat rồi, hơi nguy hiểm một tí. Tại vì Volcat trong chế độ này riêng có cái sách thánh thì có thể bất tử liên tục. Anh em nhìn Volcat của team địch nha, đang nhảy rất là sung. Team chúng ta thì còn phun người. Nhưng bây giờ cái vấn đề ở đây là làm sao để hạ được Volcat. Khi một cái con bài quá là OB trong chế độ này, chắc sẽ phải đánh kéo dài đến hết 9 giây nữa. Và sau đó cả hai bên mất máu. Đó rất là mạnh luôn nha, đó anh em thấy chưa. Một cái lối đánh gần như là khá là chỉ đến từ thanh niên Volcat. Trận này vì không ăn được, thế nên cả hai bên đều bị mất máu. Và chắc chắn rồi, bây giờ mình sẽ chọn triệu hỗn mang để cho Vera để khắc chế vào Volcat đêm địch. Bởi vì khi có tỷ lệ câm lặng thì Volcat sẽ không dùng được ulti. Mà không dùng được ulti thì Volcat sẽ trở lên rất là yếu. Tại vì Volcat mạnh nhất đến từ ulti, bởi vì có thể giúp vị tướng này bất tử. Bây giờ vòng này thì may sao là team bạn không có vị tướng Volcat. Thế nên mình hoàn toàn có thể tự tin là chúng ta ăn được. Với những cái lần nhảy luyện ngục của Malok thì cũng không gây quá nhiều ứng cho team chúng ta. Khi những cái vị tướng xạ thủ đằng sau đang được bảo kê. Và những cái vị tướng pháp sư cũng đang được đánh rất là tốt. Đó cờ red bảo kê và team còn lại đứng bắn. Rồi tiếp tục đến cái vòng thứ 23. Vòng này thì team chúng ta vẫn là đang trên kèo thôi. Nhưng mình thấy là có đi rắc rồi. Một cái con tướng rất là mạnh. Nhưng may mắn là theo nát diệt kịp. Chứ còn để đi rắc nó bắn cái Kame ra thì thôi chắc là cả team cũng liệt rồi anh em. Nó rất là khó nha. Qua vòng thứ 23 một cách êm đẹp. Và bây giờ chúng ta đến với vòng thứ 24. May mắn cũng đã một lần nữa mỉm cười khi chúng ta có Volcat. Tỷ lệ thắng bây giờ mình có thể khẳng định anh em đó chính là 100%. Và 3 ma tộc ở trên bàn đấu. Và sau đó chúng ta có 4 thú nhân. Và combo thêm tinh linh rất là mạnh. Và đảm bảo anh em là không thể thua được. Muốn thua không được nha. Chính xác phải dùng từ muốn thua không được. Đó 3 ma tộc thì anh em nhìn cái lượng sát thương chuẩn trên màn hình. Nó rỉa máu rất là nhanh. Team địch thì gần như là bất lực, không thể ăn được team chúng ta. Nếu mà có một câu nhận xét cho đội hình này thì mình sẽ gọi đây là một đội hình bổ trợ về mặt sát thương. Bổ trợ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau.
Nếu mà chúng ta nhìn về mặt ma tộc có thể gây sát thương chuẩn khi chúng ta sử dụng 3 người hay là 1 người. Nó đã rất là mạnh rồi nha. Khi kết hợp thêm với hệ pháp sư, nó lại cộng thêm chúng ta 30% sát thương, lại lớn thêm một phát nữa. Và tiếp theo là hệ thú nhân, khi bị hạ một người thì sát thương lại tăng lên. Có nghĩa là một cái mức tăng sát thương liên tục cho cả đội hình. Đó, thế nên mình nghĩ đội hình này thì gần như là chỉ cần anh em để Karizik lên đằng trước. Để Karizik bị hạ xong chúng ta được cường hóa công ấy. Gần như đội hình này sẽ rất là mạnh luôn. Và bây giờ đến với kèo đánh, không biết là cuối cùng hay không, nhưng mình nghĩ sẽ là cuối cùng để cho team địch. Khi team địch ở đây thì có Volcat, nhưng Volcat thì bây giờ đang là bị bất lực bởi cái mức choáng đến từ Xeonet và câm lặng đến từ Vera. Và chắc chắn trận này sẽ là chiến thắng dành cho team chúng ta. Khi tụt máu là liên tục đến từ JB Nam Dương, và top 1 thì chắc chắn sẽ là mình rồi. Và video của mình thì đến đây cũng là kết thúc rồi nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở trong clip lần sau. Bye bye.